Giờ mình sẽ bỏ muối rượu. Xong. Giờ mình sẽ xổm nó dậy. Mushroom soup. Over here we got mushroom soup. And here we got whatever that is. Bên đây là món ăn gì? Bên đây là món ăn cá với tôm. Để nấu cho hơi lâu đi cho nó chín thật chín. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem phim này. Năm sau gặp lại nha các bạn. Ok, tạm biệt. Nhớ chia sẻ nha. Nhớ chia sẻ. Năm sau mình làm nổi tiếng phim. Cảm ơn các bạn đã xem phim này. Thanks for watching. Make sure you subscribe. Bye.